Giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi. Nhâm nhâm. Tuyệt quá đi. Tuyệt vời. Wow, hay thật. Này Danny, cháu giúp ta dọn dẹp chỗ này nha. Được thôi ạ. Ai làm hỏng công trình của cháu vậy? Cái gì? Không phải ta nha. Cũng không phải em. Không đời nào. Wow. Không phải mình. Được rồi, vậy thì cháu sẽ gọi cảnh sát vậy. Hiểu rồi, đánh ngay. Cái gì? Oh yeah. Có người đã làm hỏng công trình của mình đó. Không đời nào. Ra soát đi. Manh mối đi. Được rồi. Nhưng ai là thủ phạm? Mình biết phải làm gì rồi. Chiếc máy giờ này sẽ giúp ta phát hiện ai đang nói dối. Wow. Cậu trước. Ai là người đã làm hỏng công trình? Không, không phải em. Cái gì? Hả? Em đang nói dối. Không không không, không phải thế này đâu. Hả? Mèo con? Muốn ăn cá không nè? Mình phải sửa lại nhanh thôi. Đúng. Xong rồi. Em đã làm hỏng nhưng mà sửa lại rồi. Giờ tới em. Nhầm rồi mà. Oh, không. Oh. Có ý này. Mình cần hai chiếc gậy phép thuật. Vậy nên em đã phá nó. Nhưng em đã sửa nó lại. Đúng rồi. Được rồi, tiếp nào. Chú có làm hỏng công trình không? Không. Là chú ấy, biết ngay mà. Sao chú lại nói dối? Không không, không phải vậy đâu. Tuyệt vời.
vậy ra đó là chú. Chiếc máy hút bụi của chú đã được tìm thấy. Không không, nghe đến hết nào. Sáng kiến. Phổ biến. Tuyệt vời. Giỏi lắm. Ta đã dựng lại mọi thứ rồi. Tuyệt vời. Nhưng ai đã để lại chiếc máy hút bụi chứ? Cái gì? Đến cậu đó. Mình hả? Cậu có tự làm hỏng công trình hay không? Không. Cái gì? Hãy nói sự thật đi. Được rồi. Chuyện là thế này nè. Chán quá đi. Cho anh chơi với nha. Không. Tụi mình chơi chung nha. Không, mình bận rồi. Oops. Hả? Chú ơi, chơi cùng cháu nha. Xin lỗi Danny, chú bận lắm. Chẳng ai muốn chơi cùng mình hết. Này Danny, cho giúp chú dọn dẹp nha. Vâng ạ. Cố lên. Tuyệt vời. Nhưng sao cậu lại làm vậy? Xin lỗi, mọi người đều bận cả, mà mình chỉ muốn có người chơi cùng thôi. Vấn đề đã được giải quyết. Đúng. Mọi người phải cùng với nhau sửa công trình lại. Wow. Hãy nhớ kỹ rằng chơi chung sẽ vui hơn nhiều đó.